Rồi, qua cơn mưa, mời anh em chiêm ngưỡng cái cây mai cúc rinh lùng lực. Cây này cao 6 tấc, nhưng mà độ rộng tán của cây lại 1,2 m. Thân đây nè, này mới giữ nè nha anh em, gần 30 á. Gốc bồ ngọn chỉ. Cây này cây cúc rinh mà giống giống cúc lai bồng to nha. Đó. Cuộn cốt cây rất là đẹp. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tây. Hàm ngọn lại không? Mấy tược nó này nó có cái đuôi rõ ràng luôn ha. Đuôi nó nằm ở đây. Ủa xong nó sâu. Thật sự rất là kinh khủng nha anh em. Cúc green mà còn sâu cấp nữa nha anh em. Chẳng phải đơn giản đâu. Khủng khiếp. Thằng nó mình bóp nó mới gần nửa. Nó tới mấy tiệm cận 30 lần. Một cái củ đẹp đài thì thôi. Ủa. Dàn chân đỡ rỡ nó rất là dè. Dè nhưng mình lại sung nha. Mấy cái cành rêu đêm dương nó cái lùng lực đẹp. Gút tây tán. Cái này từ dáng lâm cao hãm xuống á. Nhưng mà thay một cái chậu nữa thành một cái kama bonsai tuyệt đẹp luôn. Nó xù cắt mà đến nỗi nó lên tới phần bên trên thân này luôn nè. Lên tới đoạn giữa của tay 1 và tay 2 luôn. Dưới các nách tay, nách tay của nó là nó có mấy cái xù cắt luôn. Nói chung cái này nó già lắm đó nha anh em. Ngồi thì nó bự cơn, kinh khủng luôn. Nói mình banh cái tay mình luôn nè. Nhìn tay mình úp nè không. Củ nó mà củ đẹp luôn á. Củ đẹp mà nó xù. Anh em nào có điều kiện lắm mới sở hữu được nó nha. Xuống gần cái phần thân với lại phần cũ luôn. Đều riếng hết. Này do bắt đầu vô mùa mưa bắt đầu đóng rong rêu này nè. Rồi anh em nào có hữu duyên thì giao lưu cái này và xịt sạch cho mấy cái này nó mạnh ra. Bởi vì Bình Định mình nó vào mùa mưa rồi á thì bắt đầu đóng rong rêu. Các anh em miền Nam này, hay miền Bắc thì miền Bắc chắc nên né Bình Định thôi. Còn miền Nam thì nắng ráo hơn rồi mình xịt cho nó mạnh ra. Mạnh cây phát cái củ, cái thân lên nữa. Để mình xoay qua hướng bên kia cho mọi người xem luôn. Đây, đây là cái hướng mình vừa xây xong này. Một đám đấm luôn ha. Xin nhờ gì với cái quanh của cái thân này à. Là phải gọi bằng cụ nha anh em. Cúc này nó không lâu lớn rồi mà được cái cúc rinh như thế này. Cúc rinh nè. Đấy, quanh cổ cò nó trên này cũng trên 20 à. Quanh ở dưới này nè 30 á. Cái cũ này mà thôi. Khỏi đó. Đúng chuẩn bonsai nó luôn. Lùng gút xù già yeah. Nói xù cấp già nó này. Chùa. Cục cục. Lùng xù rất đẹp. Cây còn đang lên nữa nha anh em. Đấy, nhìn cái tê, nhìn cái dàn lá nó, cái giống này nó mạnh, nó đi tược là ít nhưng mà dàn dâm xương nó, này, nó lại nhiều, mấy nấc không, dòng xương nó đóng đều hai bên hết,
nó đều hai bên, cành nhánh nào nó cũng vậy nha, giống dâm sườn kinh. Nó này mình theo lên được, mình theo thì kêu nó dâm lên như này, như tán đào mình chơi cũng được, ok lắm. Rồi anh em nào có hữu duyên liên hệ số điện thoại là 0849 02 0790 nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.